Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Hậu Giang, cá lại chết hàng loạt trên kênh Sà No, phản ánh của khán giả Xuân Nguyễn, trú tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Tiêu hủy quả bom nặng gần 500kg tại thị xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ. Hình ảnh do khán giả Tuấn Dũng có số điện thoại 09143 số cuối 380 cung cấp. Tuổi cầm đầu nhóm trộm máy tính công sở, phản ánh của khán giả Bình Nguyên có số điện thoại 09463 số cuối 583. Nguy hiểm tiềm ẩn khi sử dụng bẫy diệt chuột bằng điện, phản ánh của khán giả Huỳnh Hoài Hãn, trú tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Hà Tĩnh, xây trường tiền tỷ rồi bỏ hoang, phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 3 số cuối 687. Rộn ràng hội sách giảm giá 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ của khán giả Nguyễn Văn Giúp từ số điện thoại 0973 3 số cuối 759. Nhà trẻ miễn phí của người phụ nữ tật nguyền, chia sẻ của khán giả Bùi Xuân Tuyển có số điện thoại 0166 3 số cuối 452. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 12, rất nhiều người dân đã mang lưới kéo, lưới có kích thước nhỏ, rổ, vợt, đổ ra kênh Sà No để vớt cá đoạn dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo từ cầu Ba Liên đến phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Cá lưỡi trâu, tôm và các loại cá chết trắng, ngộp nước, nổi lờ đờ trên mặt nước. Khán giả Xuân Nguyễn trú tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cho biết, trong vòng 2 tháng đã có đến 3 lần cá chết như thế này. Trước đó vào chiều ngày 4 tháng 12, nhiều người dân sống dọc tuyến kênh sáng Sà No thấy cá nổi lờ đờ khá nhiều trên mặt nước. Lúc này nhiều người đã dùng vợt bằng lưới, rổ để vớt cá. Song song với đó, một số người còn dùng lưới để kéo nhằm vớt được nhiều cá. Trong một buổi, có người vớt được hơn 30kg cá các loại, chủ yếu là cá bống, cá rô phi, cá mè dinh, tôm với số lượng lớn. Khán giả Xuân Nguyễn cho biết, theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân làm cho cá chết có thể là do nước thải từ các đồng ruộng chảy xuống sông có chứa nhiều độc tố trong thuốc bảo vệ thực vật được người dân sử dụng trước đó. Chỉ trong có 2 tháng nhưng đã có 3 lần cá chết hàng loạt, đã cho thấy mức độ ô nhiễm nguồn nước tại Hậu Giang ngày càng nghiêm trọng, đang đe dọa trực tiếp đến nguồn lợi thủy sản trên các sông và kênh rạch. Theo khán giả Xuân Nguyễn, nếu không được xử lý, ngăn chặn kịp thời, thì trong một thời gian không xa, số lượng cá trên sông sẽ dần cạn kiệt. Ngày 4 tháng 12 năm 2014, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã tiến hành hủy nổ an toàn quả bom nặng gần 500kg còn sót lại trong chiến tranh tại thao trường xã Dị Nậu. Có mặt chứng kiến công tác này, khán giả Tuấn Dũng có số điện thoại 09143 số cuối 380 đã ghi lại một số hình ảnh và gửi tới cung cấp cho chương trình.
Quả bom nặng gần 500kg này được người dân phát hiện vào đầu tháng 11 tại khu 4 xã Dị Nậu. Sau khi nhận được tin báo của nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã kiểm tra và xác minh. Qua xác minh cho thấy, đây là quả bom được thả xuống địa bàn xã Dị Nậu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, là loại bom phá có chiều dài 1,3m, đường kính 50cm, trong đó có 275kg thuốc nổ. Khi nổ, khả năng gây sát thương bán kính là 1km và là quả bom lớn nhất được phát hiện trên địa bàn huyện Tam Nông từ trước đến nay. Tại thao trường, các đơn vị chuyên trách di rời quả bom đến nơi an toàn và tiến hành đào hố sâu gần 5m, dùng bộ phá ốp sát vào thân quả bom. Tiếp đó là dùng hàng chục bao tải cát, đất, cây lấp kín quả bom. Đến khoảng 16 giờ, sau khi đã đảm bảo an toàn tuyệt đối, lực lượng công binh đã ấn nút kích nổ, phá hủy an toàn quả bom, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, an toàn tuyệt đối. Anh số ơi, cắm cọc trên này đúng không? Chuyển sang một thông tin khác, khán giả Bình Nguyên có số điện thoại 0946 3 số cuối 583 cho biết, tại Nghệ An, Công an huyện Hưng Nguyên vừa mới bắt một nhóm đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, đối tượng cầm đầu chỉ mới có 20 tuổi. Đây là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1994, trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, vừa bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Chỉ mới 20 tuổi, nhưng Tuấn Anh đã cầm đầu một nhóm thanh niên 9X để thực hiện nhiều phi vụ trộm tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng này là tìm đến các cơ quan, trường học, lợi dụng sơ hở của bảo vệ công sở, dùng kìm cộng lực bẻ khóa, đột nhập để trộm cắp tài sản. Chỉ trong thời gian gần một tháng, Tuấn Anh đã chỉ đạo thực hiện chót lọt 4 vụ trộm. Khán giả Bình Nguyên cho biết, để bắt được các đối tượng trên, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã thành lập các tổ công tác vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, đồng thời tiến hành nhiều biện pháp tuần tra, mật phục, rà soát các đối tượng nổi cộm trên địa bàn. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 4 tháng 12, lực lượng công an đã bắt thêm 4 đối tượng cùng nhóm với Nguyễn Tuấn Anh, đó là Hoàng Đức Sơn, Nguyễn Văn Ngọc, Đinh Bạt Liêu và Nguyễn Hữu Thành. Tất cả đều trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên và có tuổi đời từ 18 đến 22 tuổi. Lực lượng công an đã thu được 7 bộ máy tính, 1 máy in và rất nhiều tài sản có giá trị khác, tổng giá trị lên đến gần 100 triệu đồng. Theo anh Nguyên, tình trạng này đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo các cơ quan công sở cần tăng cường công tác bảo vệ, nhất là vào ban đêm. Bởi lẽ mất tài sản của nhà nước là thiệt hại lớn, nhưng sẽ là nguy hiểm hơn nhiều nếu các dữ liệu lưu trữ trong máy tính rơi vào tay những kẻ có mục đích xấu. Mặc dù thời gian qua các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân sử dụng điện an toàn bằng nhiều biện pháp. Tuy nhiên hiện nay, tại nhiều địa phương, tình trạng sử dụng điện thiếu an toàn vẫn diễn ra khá là phổ biến. Khán giả Huỳnh Hoài Hãn, trú tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, tại địa phương nơi anh sinh sống, bất chấp nguy hiểm, người dân vẫn ngang nhiên dùng điện thắp sáng làm bẫy để dê chuột. Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân trên địa bàn vùng nông thôn của huyện U Minh dùng điện thắp sáng, chế lại làm bẫy để diệt chuột. Để chế tạo ra loại bẫy nguy hiểm này, người dân lấy một sợi dây nóng kết nối với một sợi dây chỉ cỡ nhỏ và dây còn lại, dây lạnh, làm mát, cắm thẳng xuống nước và răng dây nóng cách mặt nước 0,5cm bao quanh ruộng. Khi chuột chạy qua khu vực này sẽ bị chạm vào dây điện và sẽ bị giật chết. Được biết,
Hiện tại đang là thời điểm các vùng trồng lúa đang đứng cái làm đồng và trổ bông nên chuột tấn công, cắn phá rất nhiều. Vì vậy, đầu đầu người dân cũng đặt bẫy điện, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng con người nếu không may chạm phải chiếc bẫy này. Thưa quý vị và các bạn, việc người dân dùng điện thắp sáng làm bẫy diệt chuột đã hủy hoại không nhỏ đến môi trường sinh thái, thậm chí là còn gây ra những cái chết đau lòng từ việc bất cẩn khi va vấp phải những chiếc bẫy nguy hiểm như trên. Để đảm bảo an toàn cho người dân, khán giả Huỳnh Hoài Hãn kiến nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến cho người dân về tác hại của việc đánh bắt bằng phương pháp này, cũng như biện pháp diệt chuột an toàn để bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó cũng cần ra quân xử lý mạnh tay hơn nữa để chấm dứt tình trạng người dân giăng điện để bẫy chuột dưới mọi hình thức. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 3 số cuối 687. Anh Hải cho biết được đầu tư xây dựng với số vốn lên đến hơn 5 tỷ đồng, nhưng vì không phù hợp với một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nên trường trung học cơ sở Kỳ Thịnh ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã bị bỏ hoang lâu năm và đang ngày một xuống cấp. Cách trường cũ khoảng 400 mét, đồng thời nằm ngay sát Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Thịnh là trường trung học cơ sở Kỳ Thịnh, nằm giữa bãi cỏ um tùm. Lãng phí, đó là từ mà nhiều người dân đã phải thốt lên khi nhìn cảnh ngôi trường được đầu tư tiền tỷ để xây dựng, rồi để trong dãi dầu mưa nắng. Nó lãng phí không phải vì số tiền đầu tư nhiều hay ít, mà bởi vì trường đang xây dựng dở, lại phải hoãn thi công vô thời hạn. Qua quan sát, trong khi 10 phòng học đều đã được xây khá hoàn chỉnh, sơn màu bắt mắt, thì các phòng học đều trống trơn, thiếu hệ thống cửa, đèn chiếu sáng và khu vực vệ sinh vẫn chưa được làm. Hiện nay, nhiều điểm trên trần nhà đã bị thấm ướt. Một số nơi nước dột đọng xuống thềm thành vũng. Gạch hoa dưới nền trường bị bong chóc, vỡ vụn từng mảng, tường bị nứt nẻ, rêu phong bám phủ. Hệ thống then cửa sắt đã hoen rỉ và bên trong các phòng trống là một mùi ẩm mốc. Theo phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải, gần 2 năm nay, thầy và trò ở trường trung học cơ sở Kỳ Thịnh luôn ao ước là sẽ có ngày được bước chân vào khuôn viên của ngôi trường mới, thay thế cho ngôi trường cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, thiếu phòng học lại rột nát. Nhưng giấc mơ đó đã không thành hiện thực vì trường mới đang xây thì phải dừng lại do không phù hợp với một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Dự án xây dựng trường mới trung học cơ sở Kỳ Thịnh được triển khai từ năm 2011, nằm trên địa bàn xóm 8 của xã với tổng diện tích là 13.000 m². Công trình này được Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng rót vốn, Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Thịnh làm chủ đầu tư và giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Bình có trụ sở ở địa bàn huyện thi công. Chi phí ước tính cho 10 phòng học tường rào của giai đoạn 1 là 5,6 tỷ đồng, dự kiến là hoàn thành vào năm 2012. Thế nhưng khi đang bước vào giai đoạn hoàn thiện dãy nhà 2 tầng gồm có 10 phòng học thì phải dừng thi công. Khán giả Trần Mạnh Hải cũng cho biết là trường trung học cơ sở Kỳ Thịnh cũ được xây từ năm 1999 với khoảng 730 học sinh theo học. Trường được phân thành 23 lớp trong khi chỉ có 15 phòng học, trong đó có 8 phòng là các gian nhà cấp 4 nên nhiều năm nay trường phải học theo 2 ca. Khối 8-9 học buổi sáng, còn khối 6-7 thì học buổi chiều. Được biết trên địa bàn huyện Kỳ Anh, giờ chỉ còn duy nhất trường trung học cơ sở Kỳ Thịnh là còn phải học theo 2 ca. Ngoài ra trường cũng không có các phòng chức năng, khiến cho các công tác dạy và học gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, nhiều năm qua, trường ngày càng xuống cấp, sân trường chật hẹp. Mỗi khi trời mưa bị đọng nước gây khó khăn cho việc sinh hoạt vui chơi của học sinh. Một công trình được đầu tư hàng tỷ đồng rồi đắp chiếu, trong khi giáo viên, học sinh đang phải dạy và học tại ngôi trường thiếu thốn cơ sở vật chất, không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Gửi phản ánh đến chương trình, anh Hải kiến nghị chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan sớm vào cuộc để giải quyết, tránh lãng phí ngân sách, gây dư luận không tốt trong cán bộ và nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 3 tháng 12 đến hết ngày 7 tháng 12, Hội sách giảm giá 2014 diễn ra tại nhà triển lãm thành phố quận 1 thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của nhiều nhà xuất bản lớn. Đây là hội chợ thường niên diễn ra vào cuối mỗi năm của các nhà làm sách, nhà xuất bản nhằm tạo ra một không gian sách cho bạn đọc có thể tìm thấy những ấn phẩm mong đợi với một mức giá ưu đãi cao nhất.
Khán giả Nguyễn Văn Giúp từ số điện thoại 0973 3 số cuối 759 đã chia sẻ với chương trình không khí rộn ràng của ngày hội này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại hội sách giảm giá 2014, các cuốn sách được giảm giá từ 20 đến 25%, thu hút đông đảo các bạn sinh viên và những người đam mê đọc sách đến tham quan và chọn cho mình những quyển sách yêu thích. Có 25.000 hả? 15.000. Bên cạnh chương trình giảm giá nhiều và phong phú, các đơn vị, nhà xuất bản lớn, hội sách giảm giá 2014 còn có những chương trình đặc sắc như khu hẹn hò giấu mặt với nhiều ấn phẩm mới hấp dẫn cùng những keyword thách đố hơn. Khu sách cũ, sách hiếm với bộ sách từ thời bao cấp, các sách quý xuất bản cách đây nhiều năm hiện khó có thể tìm thấy trên thị trường. Khu sách đồng giá với các đầu sách có mức chiết khấu cao nhất. Mức giá tại khu vực này từ 5.000 đến 30.000 đồng một cuốn. Biết hội sách này qua người bạn giới thiệu thì tới đây thì chủ yếu mình tìm những cái sách cũ mà mình không có tìm được trên thư viện trường, và mình thấy nó phù hợp với giá tiền và có những cái cuốn sách rất là đặc lạ, nó khó kiếm, thậm chí là mình tìm không ra ở những hiệu sách cũ thì ở đây mình có thể tìm được. Rồi mình cũng tranh thủ mua luôn những cái quyển sách mà đang giảm giá. Ngoài ra, tại hội sách giảm giá 2014 còn có những chương trình giao lưu ra mắt sách của các tác giả trẻ. Theo chia sẻ của khán giả Nguyễn Văn Giúp, hội sách giảm giá 2014 do nhiều đơn vị có uy tín phối hợp thực hiện vào dịp cuối mỗi năm là nơi nhiều độc giả có thể tìm thấy những ấn phẩm mong đợi với mức giá ưu đãi cao nhất. Và ngoài ra đây cũng là nơi mà tác giả có thể gặp gỡ, giao lưu trực tiếp cùng với độc giả của mình và cũng là cơ hội để các nhà xuất bản nắm bắt nhu cầu của thị trường sách hiện nay và xu hướng đọc sách trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, mặc dù đôi chân bị tật nguyền nhưng bằng nghị lực vươn lên trong cuộc sống, bà Phạm Thị Sâm, 57 tuổi, trú tại xóm 1, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã không chịu đầu hàng số phận, mà chọn niềm vui cho mình bằng cách nhận trông giữ trẻ hàng ngày. Trong suốt gần 40 năm mở lớp dạy trẻ miễn phí tại nhà, bà Sâm khiến cho không ít người phải cảm phục về việc làm đầy tính nhân văn của mình. Đó là những chia sẻ mà khán giả Bùi Xuân Tuyển có số điện thoại 0166 3 số cuối 452 đã gửi tới chương trình. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip. Trong căn nhà cấp 4 chật chội nhưng ấm tình thương yêu, suốt gần 40 năm qua, bà Phạm Thị Sâm ở xóm 1, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã gắn bó với công việc trông giữ trẻ con hàng ngày. Tính đến nay, bà Sâm đã chăm sóc hàng trăm đứa trẻ ở xã Thanh Sơn, trong đó nhiều người nay đã trở thành cán bộ và đang công tác trên mọi lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. Trẻ được bà nhận trông nom thường từ độ tuổi 1 đến 2 tuổi, thậm chí có cháu nhỏ hơn nữa là 10 tháng tuổi. Với ngần ấy thời gian gắn bó, bà Sâm coi đây là niềm hạnh phúc cho tuổi xế chiều của mình. Qua tìm hiểu, khán giả Bùi Xuân Tuyển được biết là bà Sâm sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó, bố mẹ mất sớm, nhà có 4 chị em, trong đó có một người em trai là liệt sĩ. Trong một lần trúng phải gió độc, đôi chân của bà đã bị biến dạng. Những người chị của bà đã đi lấy chồng, sau này bà sống một mình. Đến năm 1975, đất nước giải phóng, để cuộc sống của mình có ý nghĩa, bà nhận trông giữ trẻ trong làng cho đến nay. Ban đầu công việc nhận giữ trẻ còn gặp phải nhiều khó khăn, nhưng về sau thì bà được đông đảo mọi người tin tưởng và giao con cái cho để chăm sóc. Diện tích lớp nhà trẻ của bà chỉ rộng chừng 15m2 và số trẻ bà nhận trông ở đây thường từ 5 đến 10 cháu. Bà Sâm cho biết là do bố mẹ các cháu đều bận đi làm công nhân hay là công tác xa nên không có thời gian ở nhà trông con. Ngày thường thì họ vẫn mang con đến để gửi gắm, đến 3 tuổi mới đưa các cháu vào trường mẫu giáo. Anh Tuyển chia sẻ thêm, công việc trông giữ trẻ hàng ngày của bà Sâm hoàn toàn là tự nguyện, bà không đòi hỏi bất kỳ khoản tiền công xá nào. Nhiều vị phụ huynh thấy bà vất vả, không nhận thù lao, họ cảm thấy áy náy và bày tỏ nguyện vọng được hỗ trợ phần nào cho bà. Sau cùng thì thấy mọi người đề cập nhiều lần, bà cũng bằng lòng nhưng vẫn giúp là chính. Mọi người có đưa thì chủ yếu là bà cũng chỉ nhận gạo và hoa quả. Vào mùa rét, mùa nóng, bà chăm sóc cho các cháu bé hết sức là cẩn thận. Bên trong chiếc tủ nhỏ đặt ở góc nhà, lúc nào bà cũng chuẩn bị một chiếc cặp nhiệt độ hoặc là thuốc hạ sốt để phòng trường hợp có cháu nào ốm đau còn biết để báo về với gia đình. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm bà Sâm dậy để mở cửa đón các cháu từ 7 giờ. Sau giờ tan ca, chiều tối phụ huynh lại đến đón con của họ về.
Trong suốt gần 40 năm gắn bó với nghề, bà Sâm luôn hết lòng yêu thương, tận tâm chăm sóc các cháu nhỏ. Với tấm lòng lương thiện ấy, bà luôn được đông đảo mọi người dân ở gần xa trong xã cảm thấy yêu quý và kính trọng. Thưa quý vị và các bạn, ngoài những sự việc mắt thấy tai nghe bắt gặp ở trên đường hay những tồn đọng gây bức xúc tại địa phương, quý vị khán giả cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi những cảm xúc, ấn tượng đẹp của cá nhân sau mỗi hành trình đã trải qua hay như những tấm gương người tốt, việc tốt ở xung quanh mình qua góc nhìn riêng của quý vị. Còn bây giờ, phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Sáng ngày 5 tháng 12, rất nhiều người dân đã mang lưới kéo, lưới có kích thước nhỏ, rổ vợt đổ ra kênh Xà No để vớt cá đoạn dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, từ cầu Ba Liên đến phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Cá lưỡi trâu, tôm và các loại cá chết trắng, ngộp nước, nổi lờ đờ trên mặt kênh. Chỉ trong 2 tháng nhưng đã có 3 lần cá chết hàng loạt, đã cho thấy mức độ ô nhiễm nguồn nước tại Hậu Giang ngày càng nghiêm trọng, đang đe dọa trực tiếp đến nguồn lợi thủy sản trên các sông, kênh rạch. Phản ánh của khán giả Xuân Nguyễn, trú tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ngày 4 tháng 12 năm 2014, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã tiến hành hủy nổ an toàn quả bom nặng gần 500kg còn sót lại trong chiến tranh tại thao trường xã Dị Nậu. Qua xác minh cho thấy, đây là quả bom được thả xuống địa bàn xã Dị Nậu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, là loại bom phá có chiều dài 1,3m, đường kính 50cm, trong đó có 275kg thuốc nổ. Khi nổ, khả năng gây sát thương bán kính 1km và là quả bom lớn nhất được phát hiện trên địa bàn huyện Tam Nông từ trước đến nay. Hình ảnh do khán giả Tuấn Dũng có số điện thoại 0914, 3 số cuối là 380 cung cấp. Tại Nghệ An, Công an huyện Hưng Nguyên vừa bắt nhóm đối tượng về hành vi trộm cắp máy tính công sở. Điều đáng nói, đối tượng cầm đầu chỉ mới 20 tuổi. Tình trạng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo các cơ quan công sở cần tăng cường công tác bảo vệ, nhất là vào ban đêm. Bởi lẽ, mất tài sản của nhà nước là thiệt hại lớn, nhưng sẽ nguy hiểm hơn nếu các dữ liệu lưu trữ trong máy tính rơi vào tay những kẻ có mục đích xấu. Phản ánh của khán giả Bình Nguyên có số điện thoại 0946, 3 số cuối là 583. Tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, bất chấp nguy hiểm, người dân vẫn dùng điện thắp sáng làm bẫy diệt chuột. Để chế tạo ra loại bẫy nguy hiểm này, người dân lấy một sợi dây nóng kết nối với một sợi dây chì cỡ nhỏ và dây còn lại là dây lạnh, làm mát cắm thẳng xuống nước và răng dây nóng cách mặt nước 0,5cm bao quanh ruộng. Khi chuột chạy qua khu vực này, sẽ bị chạm vào dây điện và bị giật chết. Tuy nhiên, đã có nhiều cái chết đau lòng từ việc bất cẩn khi va vấp phải những chiếc bẫy nguy hiểm như trên. Phản ánh của khán giả Huỳnh Hoài Hãn, trú tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Được đầu tư xây dựng với số vốn lên tới hơn 5 tỷ đồng, nhưng vì không phù hợp với một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nên trường trung học cơ sở Kỳ Thịnh ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã bị bỏ hoang lâu năm và đang ngày một xuống cấp. Trong khi đó, gần 800 học sinh và giáo viên nhà trường đang phải chia 2 ca để làm việc và học tập trong khu nhà cũ đã rột nát và hư hỏng. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979, 3 số cuối là 687. Từ ngày 3 tháng 12 đến hết ngày 7 tháng 12, Hội sách giảm giá 2014 diễn ra tại nhà triển lãm thành phố quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của nhiều nhà xuất bản lớn. Đây là hội chợ thường niên diễn ra vào cuối mỗi năm của các nhà làm sách, nhà xuất bản nhằm tạo ra một không gian sách cho bạn đọc có thể tìm thấy những ấn phẩm mong đợi với một mức giá ưu đãi cao nhất. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Văn Giúp từ số điện thoại 0973, 3 số cuối là 759. Mặc dù đôi chân bị tật nguyền, nhưng bằng nghị lực vươn lên trong cuộc sống, bà Phạm Thị Sâm, 57 tuổi, trú tại xóm 1, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đã không chịu đầu hàng số phận mà chọn niềm vui cho mình bằng cách nhận trông giữ trẻ hàng ngày. Trong suốt gần 40 năm mở lớp trẻ miễn phí tại nhà, bà Sâm khiến không ít người phải cảm phục về việc làm đầy tính nhân văn của mình. Chia sẻ của khán giả Bùi Xuân Tuyển có số điện thoại 0166, 3 số cuối là 452.
Thưa quý vị và các bạn, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị từ chương trình, đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD05i kèm theo 3 tháng thuê bao do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số VTC Digital tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập của chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình của ngày Chủ nhật. Tới đây thì chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh, chia sẻ cùng với chương trình, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện thoại đến số liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.